Chào các bạn đã đến với bài 26 trong khóa học NL2 căn bản. Bài số 26 này chúng ta sẽ học cách passing optional parameter. Cái này là nội dung của giống cái phần truyền tham số, nhưng mà nó là truyền tham số qua root, còn cái này là truyền optional. Vậy kịch bản đây là gì? Tham số parameter được cho phép pass optional thông qua root. Ví dụ như là thông tin về trang phân trang. Ví dụ như khi các bạn có một cái list phân trang thì URL của bạn sẽ giống như này, hỏi chấm page, các bạn đọc web thì các bạn hiểu. Và sự khác nhau duy nhất và cơ bản nhất giữa query parameter và root parameter mà trong các bài trước mình truyền qua bằng cái root định nghĩa, thì khác nhau duy nhất đó là cái thằng root kia thì bắt buộc các bạn phải có cái tham số đấy và định nghĩa ở sẵn ở trong root rồi, trong pattern của root rồi. Còn thằng này thì các bạn có thể truyền optional, các bạn có thể có truyền hoặc không truyền. Bạn có thể truyền có những cái tham số các bạn truyền thêm mà các bạn không cần phải đi khai báo ở trong root. Và các bạn nhìn thấy là trong các bài trước thì cái root nó có định nghĩa cho phần truyền ID ở đây, bắt buộc cái link này phải có ID thì nó mới nhận. Còn nếu các bạn muốn truyền thêm thì các bạn sẽ phải định nghĩa thêm ở đây, nhưng mà optional kia thì các bạn truyền thoải mái. Thì bài này chúng ta sẽ đi vào nhà bài 26, chúng ta cách truyền và cách nhận tham số thông qua router. Chúng ta sẽ lấy cái employee list này làm ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ lấy ra được cái, vậy chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ truyền cái, chúng ta sẽ thử một cái list phân trang npm start để khởi động. Sau khi khởi động xong thì các bạn sẽ, đây là bắt buộc các bạn phải đăng nhập xong mới vào được employee list. Sau khi đăng nhập, các bạn nhìn thấy là nó, ở đây mình sẽ thử một cái list phân trang ở đây. Cái list này của chúng ta sẽ list ra các cái trang, ví dụ thế. Chúng ta khai báo một cái list public e page bằng kiểu là kiểu number, kiểu mạc number, và nó sẽ gán giá trị list.page bằng một cái mạc 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ vậy, để phải ví dụ về phân trang thì ở bên ngoài này chúng ta sẽ đọc nó ra trong app colon này, collab một cái list ở đây. Chúng ta sẽ vào employee.colon.html ở đây. Dưới cái table này chúng ta sẽ làm một cái list phân trang. Chúng ta phân trang như nào, chúng ta sẽ vào get bootstrap để chúng ta lấy cái danh sách phân, cái component phân trang ra cho nó nhanh. Page string, xem page header đây, page generation, thì chúng ta sẽ lấy cái list này để cho nó nhìn đẹp. Và cái previous, ok, chúng ta sẽ lắp cái này ra, lắp cái phân trang ở đây. Chúng ta có ng for khai báo cái page in page tên biến, đây là in, không phải in mà là of, for of. Chúng ta sẽ in cái page này ra, ok, chúng ta sẽ chạy thử. Bắt buộc cái login này. Đó, các bạn nhìn thấy nó lập ra 1, 2, 4, 5 rồi. Ở đây các bạn muốn là kích vào 1 thì không có gì, nhưng mà kích vào 2 thì nó sẽ ra một cái hỏi chấm page bằng 2, thì các bạn sẽ gán ở trên link như sau. Các bạn sẽ dùng cái thuộc tính router link này. Thì này đương nhiên các bạn vẫn có employee bình thường, nhưng các bạn có query, một cái directive thứ hai là query param
bằng, trong này là một cái hai cái ngoặc, chúng ta có tên của tham số và giá trị của nó. Giá trị của nó đây chính là cái pet. Đó, các bạn sẽ chạy xem login này, go to employee này, các bạn nhìn chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái root này đi, bỏ cái can activate đi để cho nó đỡ phải đọc zin. Đó. Bạn nhìn thấy là nó đang query param. Các bạn sẽ xem. Employee này, role tooling này, cái này. Sau đó query param là page. Ví dụ như là page number chẳng hạn, tôi sẽ đổi. Đó, employee list này. Nó đang bị chồng vào đây. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi xem. Go to employee này. Nó đang trở về employee. Employee nhưng mà lại không phải đúng cái đường link chúng ta mong muốn. Ta thử thay bằng một cái số nguyên. Của nó vẫn như vậy. Ở đây chúng ta thiếu một cái, đó là cái property padding, chúng ta phải đặt như thế này thì chúng ta mới padding được kiểu đó. Đây chúng ta padding page, tên của tham số sẽ là page number. Đây sẽ chạy thử. Ở đây nó báo gì? Nó báo là cái số 12 này chúng ta bị sai cái thiếu, chúng ta thiếu cái dấu nháy đây. Ok, employee bạn thêm dấu nháy à, dấu gạch chéo đây để nó nhận ra được cái link gốc. Page number này, đó, page number 3 thì đó chính là cách chúng ta pass tham số đi. Và đọc tham số thì chúng ta làm như nào? Chúng ta phải include hai thằng import router và activate router from cái thằng angular router activate, và hai thằng này activate activated router route, và chúng ta sẽ inject hai thằng này vào. Chúng ta sẽ private router bằng router và activate router kiểu activated router. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ khi mỗi lần mà chúng ta nhận về, chúng ta truyền và chúng ta nhận, thì chúng ta sẽ dùng cái this.activatedRouter chấm query param. Trước thì chúng ta dùng param để chúng ta đọc, bây giờ optional query param chấm, chúng ta subscribe, chúng ta sẽ truyền vào cái param, và chỗ này là một cái hàm. Trong này chúng ta sẽ có một cái biến, ở đây sẽ là public index, ví dụ như page current page bằng bao nhiêu, bằng number.
và chúng ta sẽ gán lại cái this.currentPage bằng cái param tên của biến là page number. Đó, ở đây sau đó chúng ta sẽ kiểm tra, nếu mà không có bằng null thì chúng ta sẽ để là một. Chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ console cái log của cái this.currentPage. Đó, đây chúng ta sẽ chạy thử. Chúng ta sẽ xem 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó, chúng ta sẽ đọc được từng cái page truyền vào bằng cái thuộc tính query param. Và chúng ta cũng có thể truyền nó vào cái, ví dụ như là thằng truyền nó vào cái thằng current page này, vào cái sự kiện khác để có thể navigate đến trang, thì đó chính là đọc tham số sử dụng query param. Nó chính là path và đọc tham số. Các bạn có thể sử dụng cái này để làm phân trang và path query param đi, optional param đi. Các bạn có thể thêm một cái nữa, ví dụ như là filter bằng một cái gì đấy, filter bằng 123 chẳng hạn. Như vậy thì ở đây nó sẽ truyền đi cho các bạn thêm, ví dụ ở đây sẽ là giá trị filter bằng A chẳng hạn. Bạn nhìn thấy là lỗi này là missing expect, thiếu cái dấu này. Chúng ta không phải bằng dấu bằng mà là hai dấu chấm vì nó là JSON. Bạn nhìn thấy nó sẽ là text. Đó, các bạn truyền đi text một cái filter để các bạn đọc. Các bạn đọc thì các bạn cũng chỉ đọc như bình thường thôi. Các bạn sẽ, ví dụ ở đây các bạn sẽ console log ra filter this, không phải this mà là param cái filter tên biến, nó sẽ console được ra. Đây. Đó, biến A, 4A. Ok, đó chính là nội dung của bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.